Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho tất cả các bạn xem hai cây Leonardo da Vinci của mình. Nó đang nở rất là nhiều hoa sau một khoảng thời gian mình sử dụng thuốc kích mầm, và cây của mình vẫn đang phát triển rất là tốt. Và ngày hôm nay thì trời mưa, nhưng mà đang hai cây Leonardo da Vinci của mình ở đây nó đang có rất là nhiều hoa, thì mình sẽ muốn giới thiệu với tất cả các bạn về một cái quá trình mình sử dụng thuốc kích mầm, và đến ngày hôm nay thì nó đã cho ra kết quả là cái cây Leonardo da Vinci tán rất là đẹp và dày tán, và như các bạn thấy thì nó vẫn đang rất là nhiều hoa ở đây. Thì mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn thêm về cái công dụng và cái tác dụng rất là tốt của thuốc kích mầm này. Cái cây Leonardo da Vinci của mình, nếu như các bạn cũng đã theo dõi những cái video trước thì các bạn thấy là cái cây này cách đây khoảng một tháng thì khi mà mình kích mầm thì những cái thân này nó rất là ít cành. Và mình cũng sẽ kích thích tiếp cho hai cái cây hoa hồng leo Leonardo da Vinci. Thì qua cái thời gian vừa rồi ấy, thì cây hoa của mình nó đã tàn hoa. Thì khi mà mình cắt tỉa đi thì nó cũng bật rất là nhiều cái mầm ở đây, ở dọc những cái ngọn này, các bạn thấy không? Nó bật cũng khá là nhiều mầm. Và ở phía dưới gốc nó cũng có khá là nhiều mầm. Tuy nhiên ấy, thì ở những cái chỗ mà nó trung gian như thế này mà nó không ra được những cái ngọn, không ra được những cái lộc mới, thì nó cây cảm giác nó rất là trống trải ở cái phía này. Và đa số là những cây hoa hồng leo thì nó sẽ rất là thưa ở cái chỗ này, nên là cây nó nhìn nó rất là xấu. Kể cả cái cây Leonardo của mình ở bên này thì ở cái phía này, dọc cái thân này là nó không có lá, mặc dù ở dưới gốc nó bật mầm rất là đẹp, bật mầm rất là đẹp, ở trên cũng bật mầm rất là tốt, nhưng ở giữa này thì lại không có. Nên là mình sẽ sử dụng cái thuốc kích mầm này để làm cho cái cây này nó sẽ bật mầm dày hơn, để cho ra cái hoa đẹp hơn. Cái này thì hiện tại là mình cũng đang trồng ở bầu cái bầu vải, chứ mình cũng không có trồng ở dưới đất. Còn nếu như mà các bạn nào mà trồng ở dưới đất ấy, thì cái cây hoa hồng của bạn chắc chắn là cái sức hút dinh dưỡng, cái sự phát triển nó sẽ tốt hơn nhiều. Đấy, mình sẽ tiến hành bôi cho những cái mắt này. Thì sau khi mà kích mầm lên thì nó đã ra được rất nhiều những cái mầm. Thì mình kích để cho nó ra nhiều mầm, nhưng mà mình cũng đã bẻ bớt đi, chỉ để một vài những cái mầm ở thân để nó có thể nuôi được, đủ để nuôi được. Thì hiện tại thì cái cây Leonardo da Vinci của mình sau khoảng một tháng thì tán nó đã dày hơn, và ngày hôm nay thì nó nở rất là nhiều hoa. Đặc biệt của giống Leonardo da Vinci này thì nó có khả năng ra hoa rất là tốt, và nó có khả năng lập hoa thành chùm. Và giống hoa này thì có một cái đặc điểm mình rất là thích là nó không leo nhanh. Khi mà nó không leo nhanh ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái cây mà nó dày tán hơn. Và thật ra là nếu như để tạo ra những cây hoa hồng leo mà leo cao, trong khi đó lại ở phía dưới gốc thì nó lại không có dày tán và hoa ít, thì cây sẽ rất là xấu. Đấy, và cái giống Leonardo da Vinci này ấy, thì nó lại rất là lâu tàn. Nếu như so sánh với một số loại lâu tàn, ví dụ như là Z Piano hoặc là Z Eden ấy, thì giống Leonardo da Vinci này nó có khả năng còn bền lâu tàn hơn. Thì cái giống này mình đánh giá rất là cao về những cái đặc điểm, về mùa đông phát triển rất là tốt, sai hoa và hoa bền, cũng như là cái màu sắc thì rất là bắt mắt. Thì nói chung là cái giống này có thể là nhiều bạn cũng đã có, và cũng có nhiều bạn thì cũng chưa có. Thì trong thời gian sắp tới thì hy vọng là mình cũng sẽ có nhiều giống cành chiết này để cho tất cả các bạn có thể sưu tầm. Thì sau một khoảng thời gian mình đã sử dụng thuốc kích mầm thì đến ngày hôm nay các bạn có thể thấy là một cái kết quả rất là đáng tuyệt vời. Và kể cả hai cây mình sử dụng cùng một lúc để sử dụng cái thuốc kích mầm ấy, để cho cả hai cây cùng đồng loạt phát triển, thì nó cũng đã đồng loạt ra hoa như thế này, và nó rất là rực rỡ. Thì ngày hôm nay đang thời tiết cũng đang mưa rất là lớn, thì mình cũng dành một chút thời gian để quay và chia sẻ với tất cả các bạn, để các bạn có thể cảm nhận được cái tác dụng rất là tốt khi mà các bạn áp dụng đúng cách. Và trong thời điểm sắp tới, khi mà chuẩn bị vào vụ hoa của lứa Tết ấy, khi mà nhiều bạn chơi các bạn muốn căn chỉnh để cho những cái lứa hoa đúng vào lứa Tết, thì các bạn cũng có thể sử dụng thuốc kích mầm giống như một cái quá trình để chúng ta có thể làm đúng vào cái lứa Tết, để chúng ta sẽ có những cái cây hoa hồng đúng vào lứa Tết nó dễ dàng hơn. Còn rất nhiều các bạn mà muốn hoa vào lứa Tết mà khi cây của các bạn nó phát triển lỡ cái thời kỳ đó,
thì sẽ rất là có. Thì chúng ta có thể sử dụng cái loại thuốc kích mầm để chúng ta làm cho nó đúng vào cái thời điểm để chúng ta sẽ có được những cái bông hoa và lứa tết. Thì ngoài cái việc mà sử dụng đúng cách ra thì các bạn phải có một cây hoa hồng thật là khỏe, phát triển thật là tốt, thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại thuốc kích mầm này, nó sẽ rất là hiệu quả. Thì mình xin kết thúc video ngắn tại đây, và rất mong tất cả các bạn khi theo dõi video thì đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới nhất và để ủng hộ kênh của mình nhiều hơn. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau.